anh em nhìn lên màn hình giùm tôi. Có những người tôi không hiểu lý do gì mà họ không hiểu được cái timeline này. Chúng ta hãy tưởng tượng nè, tất cả chúng ta sinh ra là chúng ta sinh ở đây, chúng ta ai cũng vậy thôi, sinh ở đây và chết là ở đây. Hãy tưởng tượng cái vạch mà sinh là vạch màu xanh, còn vạch chết là vạch màu đỏ, ai cũng vậy thôi, không ai thoát khỏi cái quy luật này hết. Anh em hình dung à? Thế thì cha mẹ chúng ta là phía trên, tức là các ngài đã đi một cái quãng đời, một cái quãng đường xa lắm rồi, được không? Và bây giờ là các ngài chỉ còn lại một cái khoảng chỗ đây thôi nè anh em. Đây, cha mẹ mình chỉ còn có một khoảng vậy thôi đó. À, là cha mẹ mình xong rồi đó. À, năm nay các ngài năm 60 tuổi. Rồi là còn có một khoảng nhỏ xíu gì đó. Còn con của mình á, thì nó mới sống có từ cái vạch màu xanh này tới vạch xanh lá. Nghĩa là sao? Tức là nó có nguyên một cái khoảng dài thọt gì nè. Trời ơi, tôi không hiểu nổi. Anh em có hiểu được cái sự quan trọng về thời gian không? Suốt ngày anh em cứ dành thời gian cho con cái, dành thời gian cho con cái. Mặc dù cái cuộc đời của nó còn quá dài, trong khi cha mẹ của anh em còn có một khúc chỗ này, nó còn có khúc chút ép cái chỗ này, mà anh em lại không có chịu để ý. Vậy thì không biết anh em có biết, có hiểu về cái sự quan trọng của thời gian là lúc nào làm cái gì hay không? Vì vậy chúng ta nhớ nhé, nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục không chịu dành thời gian cho cha mẹ thì đến một lúc đi rồi anh em sẽ hối tiếc, đau đớn lắm. Có những người ngộ lắm, mỗi lần đám tang cái là khóc, bắt đầu kể lễ rồi. Ôi trời ơi, là kể ra bao nhiêu thứ trên đời. Mình đi dự đám tang mình thấy trời ơi xúc động quá ha. Nhưng tôi nói cho anh em biết, trước đó không phải như vậy đâu. À, những cái người mà khóc càng to, mà gào càng lớn, mà kể lễ càng nhiều á, là mấy người nào biết không? Ngày thường không chịu lo cho cha mẹ, phải không? À, tức là ngày thường á hỗn hào với cha mẹ, ngày thường á là gọi là giận hờn cha mẹ, à, bởi vì chia gia tài không có phù hợp, đối đãi không có như ý mình muốn, vân vân và vân vân, tội nghiệp lắm. Tội nghiệp tức là họ làm ra quá nhiều cái nghiệp và họ mang tội đó, nào. Vậy thì suy ra khi mà cha mẹ họ chết, trời ơi, họ gào khóc thảm thét, thảm thương lắm. Còn nếu như mỗi ngày trong cuộc đời của họ, họ ý thức được việc là phải báo hiếu cha mẹ, họ lo tận tụy hết rồi, thì cái kết thúc hành trình ở đây thì ai mà chẳng chết. Thì mình cứ nhẹ nhàng về, mình tiễn cha mẹ, mình thay một cái áo mới thôi. Chúng ta có hai phần mà, đúng không? Phần xác và phần linh. Thế thì khi chúng ta chết xuống thì coi như ta bỏ một cái áo cũ kỹ già cỗi ra, rồi chúng ta lại vào một cái áo mới, tốt đẹp hơn, mới hơn, tươi mới hơn, vân vân. À, còn như thế nào đó thì nó có một cái đoạn xa để chúng ta lộn giải chỗ này. Nhưng mà về hơn tất cả, tôi muốn nói với anh em về cái biểu đồ này. Đó là cha mẹ chúng ta gần lắm rồi. Bao nhiêu người ý thức được là cha mẹ mình gần lắm rồi thì comment số 1 vào. Comment số 1 vào nếu anh em nghĩ rằng là cha mẹ tôi gần rồi, tôi không có thể nào mà thờ ơ được nữa đâu ha. Còn nếu anh em thích thờ ơ thì đó là chuyện của anh em nha. Tôi chỉ nói về con đường thôi. Tôi nói là rất là nhiều năm tôi đã tập trung cho chữ tài mà tôi không có để ý nhiều về chữ đức. Chữ đức là tôi vẫn có nhưng mà tôi không để ý nó, nên tôi bị lỗi nhiều cái chỗ. Và cuối cùng tôi sửa những cái chỗ đó, đó thì tự nhiên nó hoàn chỉnh. Cái độ hoàn chỉnh của chữ đức mà càng tốt thì cái chữ tài nó mới có tác dụng. À, anh em hình dung ạ.